Nào cả nhà, chúng ta nhanh chân lên đi, kẻ thù đang đuổi theo sau chúng ta đó. Trời đất ơi, khí đầu đèn, tôi mệt quá, tôi đi không nổi nữa. Đúng rồi đó, chúng ta chạy như thế này không hay đâu. Khí đầu đèn à, ngài hãy nhanh chóng đi tìm vua khí đi, rồi cầu cứu ông ấy. Tôi đã nói rồi, vua khí chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hả? Trời đất ơi, chúng ta lại đụng tới bầy T-Rex nữa rồi. Mọi người chạy đi, tôi sẽ liều mạng giữ bọn chúng ở lại. Không, không, lên nào anh em, chúng ta phải giữ lũ T-Rex đây, để chú khí đầu đèn đi cầu cứu vô khí. Chỉ có ông ấy mới giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này thôi. Hả? Nhưng mà tao đi đi khí đầu đèn, chúng tôi tin rằng ông ấy có tồn tại, chỉ có phép thuật của vô khí mới giúp chúng ta khỏi bị diệt vong mà thôi. Đi đi. Được rồi, mọi người hãy chờ tôi. Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi là một con khỉ đại tinh tinh đầu đàn. Nhưng mà hiện tại gia đình của tôi liên tục bị những sinh vật to lớn dữ tợn khác truy lùng và săn đuổi. Chúng tôi cũng đã cử một vài thành viên khỉ tinh tinh đi khắp mọi nơi để cầu cứu vua khỉ, tức là một con khỉ có phép tiên, sức mạnh vô biên và giúp đỡ chúng tôi. Nhưng mà chẳng thấy ai quay trở về. Do đó mà tôi tin rằng trên đời này không hề tồn tại vua khỉ, và đó chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên ngày hôm nay, gia đình của tôi lại một lần nữa gặp nạn, và họ lại mong muốn bản thân của tôi hãy nhanh chóng đi tìm nhân vật truyền thuyết đó. Hả? Gì vậy? Chết tiệt, thứ sinh vật hồi nãy là gì vậy? Hả? Tôi ở đâu đây? Không lẽ nó đã giết chết tôi? Không, không. Ngươi bị sâu tử thần tấn công. Hả? Nhưng ngươi chưa chết đâu. Tiếng của ai? Tiếng của ai vậy? Hả? Ngươi là ai? Không phải ngươi đang đi tìm ta hay sao? À, ngươi nói ngươi không tin ta tồn tại mà. Hả? Không lẽ ngài chính là vô khí, một nhân vật truyền thuyết? Đúng rồi, trên người của ngài còn cầm cây gậy như ấy kìa. Hay quá, hay quá. Vua khỉ ơi, làm ơn giúp đỡ gia đình của tôi, cứu mấy con vợ của tôi nữa. Thiếu khỉ cái, tôi chịu không có được. Ta biết điều đó chứ. Ta thấy con cháu của mình bị đối xử tệ như thế, ta rất buồn. Nhưng hiện tại cơ thể và sức mạnh của ta đã bị phân rã thành nhiều mảnh, ta không thể nào trực tiếp giúp ngươi được. Không, không. Nhưng mà ngươi có thể tự giúp gia đình của mình. Hả? Là sao chứ? Hãy đến vùng lạnh giá nhất và tìm mảnh sức mạnh của ta, rồi sử dụng nó để bảo vệ gia đình của ngươi. Và nhớ, đừng làm chuyện xấu nha. Nhưng mà hả? Mình trở lại trần gian rồi hay sao? Cuộc sâu chết tiệt, chết đi. Còn cái tên vua khỉ đó, hắn không nói mảnh sức mạnh của hắn hình dạng như thế nào, thì làm sao mình đi tìm? Nhưng mà hồi nãy hắn nói cái thứ đó nằm ở vùng lạnh giá nhất. Không lẽ nằm ở ngọn núi cao vùng Bắc Cực hay sao? Được rồi, mình sẽ nhanh chóng tới đó xem thử. Tôi cũng nhanh chân chạy một mạch từ phía nam, tôi đã di chuyển lên phía Bắc. Lúc này mọi thứ ở đây đều đóng băng, vô cùng lạnh giá. Cái kia phía trước là đỉnh của ngọn núi băng tuyết, hy vọng mảnh sức mạnh đang nằm ở trên đó. Nhưng mà đi một hồi thì tôi đã bị một thứ gì đó cản đường. Hai, các bạn đợi tôi một tí, để tôi phá vỡ cái thứ này cái đã. Khốn kiếp, một con khỉ đồ to gan, mày đòi đập phá người của tao à? Hả? Thấy mẹ rồi, là một con cá sấu khổng lồ hòn kim. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ tới đây để tìm mảnh ngọc của vô khỉ mà thôi. Lại có kẻ tới đây muốn lấy mảnh sức mạnh đó nữa à? Ta không để cho mày dễ dàng thực hiện như vậy đâu. Chết đi, chết đi. Còn hay rồi. Nhưng mà mình không thể nào bỏ cuộc. Khó khăn lắm mình mới tìm tới được đây và phát hiện được mảnh sức mạnh. Chắc chắn nó nằm trên đỉnh núi kia thôi. Chạy lên đó nào. Hả? Đằng kia. Hay quá. Nhanh chóng bị tôi, phải nuốt nó vào bụng cái nào. Cơ thể
cơ thể của mình. Wow, tuyệt vời quá. Thật đáng ghét. Mau nhả mạnh sức mạnh nó ra cho ta. Con cá sấu hòn kim chết tiệt đi. Mày dám ăn hiếp ta, định lấy mạng ta. Bây giờ ta cho ngươi biết lợi hại đi. Được, được giết tôi, được giết tôi. Tôi chỉ là linh vật bảo vệ mạnh sức mạnh của vô khỉ mà thôi. Thôi được rồi, ta tha mạng cho ngươi. Cảm ơn ngài. À, ngài khoan đi. Mạnh sức mạnh không phải chỉ có một cái mà thôi. Hả? Là sao chứ? Trước đây cơ thể của vô khỉ được phân ra thành 6 mảnh, nhưng mà đã có một kẻ lấy mất 3 mảnh rồi. Giờ thì chỉ còn lại 2 mảnh nữa mà thôi. Hả? Kẻ đó là kẻ nào? Vậy 2 mảnh còn lại nữa đang ở đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một mảnh nữa đang nằm ở vùng đất sa mạc vô cùng nóng. Được rồi, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta đi đi. Mình phải cố gắng thu thập hết những mảnh sức mạnh của vũ khí còn lại. Nếu không để lọt vào tay của kẻ khác thì không hay đâu. Thế là tôi cũng nhanh chóng chạy thật nhanh, di chuyển về vùng đất sa mạc vô cùng nóng. Này, này, làm ơn giúp gia đình của chúng tôi với. Chúng tôi khát quá. Hả? Là một gia đình tắc kè, trông tội nghiệp quá. Nhưng tại sao các ngươi lại lạc vào đây? Chúng tôi bị kẻ thù dồn ép lạc vào đây. Chúng tôi khát quá. Với lại chúng tôi còn nhỏ, chưa biết mùi tắc kè cái là thơm hay thối nữa. Chúng tôi không muốn chết đâu. Làm ơn cho chúng tôi uống một tí máu đi. Hả? Thế được rồi, cắn máu của tôi đi. Hay quá. Các con ơi, mau lên hút máu đi. Đủ chưa vậy? Chứ chúng ta còn khát lắm. À, đau quá. Cái người định hút sạch máu của ta à? Đúng vậy, giết nó luôn đi. Một lũ khốn nạn. Không hay rồi, phải nhanh chóng tìm mảnh sức mạnh của vũ khí rồi rời khỏi đây gấp. Cứ như vậy một lát nữa mình sẽ bị những sinh vật ở đây xé xác mất. Cứu, có ai cứu không? Hả? Đúng quá, tôi sắp chết rồi, làm ơn cứu. Lại có một kẻ định lừa gạt người khác để hút máu nữa hay sao? À, thì ra là một con sứa. Ta sẽ xử lý cho ngươi tàn đời để ngươi khỏi lừa người khác. Không, không, tôi có lừa ai đâu. Làm ơn cứu lấy những cái bào thai trong bụng của tôi. Nếu không bọn chúng sẽ chết mất. Tôi cần nước. Hả? Ngươi có thai à? Được rồi, lần này ta sẽ liều mạng cứu ngươi. Hãy hút máu của ta. Nếu ngươi lừa ta, coi như ta xui xẻo. Còn nếu không, coi như ta cứu cả gia đình của ngươi. Hút máu ta đi. Cảm ơn ân nhân. Ân nhân ơi, thầy hãy tỉnh dậy đi. Tôi thấy khỏe rồi. Mình chưa chết. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ mẹ con của tôi. Tôi không có gì báo đáp cả. Hồi nãy tôi nhặt được một cái mảnh này rất đẹp, tôi tặng cho ngài nè. Là mảnh sức mạnh của vũ khí. Hay lắm. Cảm ơn người. Tôi mới là người cần cảm ơn ngài mà. Được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng nuốt mảnh sức mạnh này vào trong người, coi thử có gì thay đổi nữa hay không. Wow, gì vậy nè? Hả? Cái thứ này có thể thay đổi cơ thể của ngài hay sao? Đúng vậy, nó là mảnh sức mạnh của vũ khí. Tôi là loài khí có thể hấp thụ được nó. Tôi biết một nơi còn có một cái mảnh như vậy nữa. Hả? Ở đâu chứ? Đó là thế giới trên trời đó. Cái gì? Trên trời mà cũng có thế giới nữa hả? Đúng vậy, tôi từng ở trên đó, bị rơi xuống dưới đây nè. Tôi sau khi giúp đỡ một con sứa có bầu, nó đã tặng tôi mảnh sức mạnh của vua khỉ thứ hai. Và tôi ăn vào khiến người tôi thay đổi một cách rất kỳ lạ. Sau đó con sứa đó còn cho tôi biết thêm một thông tin. Mảnh thứ ba đang nằm tại một thế giới trên trời. Tôi dùng hết sức mạnh của cái cơ thể đặc biệt này và phóng một phát. Cuối cùng đã rơi vào một nơi rất lạ lùng và vô cùng huyền bí. Nơi này có vẻ như mọi thứ đều rất là to, rất là khổng lồ. Không lẽ thế giới trên trời này là những kẻ siêu to siêu bự
đang ở đây ngự trị hay sao? Cứ đi thẳng, đi thẳng. Đột nhiên tôi đã nghe âm thanh gì đó. Lũ chết tiệt, mau thả vợ của ta ra. Đây là nhà của ta mà, sao các ngươi tới đây để chiếm? Hả? Cái gì phía trước mặt của mình thế này? Là một con khỉ khổng lồ à? Không phải, không phải. Là một tai tình hình thú. Trời đất ơi, dường như đây là nhà của nó, và nó đang bị những kẻ khác xâm lấn. Được rồi, vậy là trắng đen đã rõ. Mình sẽ tới đó giúp đỡ con tai tình hình thú mới được. Hả? Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là mạnh. Nhưng mà làm ơn, hãy cứu vợ của ta ra với. Hả? Thôi được rồi, nhưng đổi lại, ngươi phải giúp ta đi tìm một thứ gọi là mảnh sức mạnh. Nó có hình dạng tròn và phát ra ánh sáng vàng. Cái gì chứ? Lại có thêm một kẻ tìm thứ đó nữa hay sao? Hả? Không lẽ cũng có kẻ tới đây trước ta để tìm những cái mảnh sức mạnh này nữa à? À mà thôi, chuyện quan trọng hơn là cứu vợ của ngươi. Mau chỉ đường cho ta đi. Cảm ơn ngươi. Ông bên trong đó, vợ ta bị lũ quái vật giam cầm. Tất cả là do tên bí ẩn đã thu thập đủ ba mảnh sức mạnh đó. Hắn tạo ra nỗi khủng khiếp lên quê hương của ta. Hả? Rõ ràng vũ khí nói với tôi chỉ có lợi khí mới hấp thụ được mảnh sức mạnh của ông ta mà thôi. Không lẽ tên bí ẩn đó cũng là một con khỉ tinh tinh? Cẩn thận, cẩn thận. Lũ rộng phù thủy phía trước kia bọn chúng dữ lắm, tôi đánh không lại đâu. Không sao đâu, đừng lo. Tôi với cái cơ thể này phép thuật vô biên, chỉ thu vũ khí một bậc mà thôi, nên có thể đánh bại được những kẻ tầm thường khác. Những con quái vật yêu tinh không thể làm gì được tôi đâu. Nào, chúng ta tiến sâu vào bên trong hơn. Nhanh chóng giải cứu vợ của ngươi nào, tái tành hình thú. Vâng, vâng, cảm ơn ân nhân. Ngươi thật là tốt quá. Chúng tôi mãi mãi sẽ không quên ơn của ngươi. Hả? Là một tái tành khổng lồ nữa. Không lẽ đó là vợ của ngươi? Đúng vậy, đúng vậy thưa ngài. Lâu rồi tôi mới gặp được vợ của mình. Em yêu, em yêu. Tất cả là nhờ ân nhân của chúng ta. Ngày ấy tuy bé nhưng rất mạnh. Không có gì đâu. Thôi hai người cứ tâm sự với nhau đi. Tôi phải đi tìm mảnh sức mạnh của vũ khí đây. Hả? Thì ra ngày đến đây là vì thứ đó à? Được rồi, ngài hãy cầm lấy đi nè. Đây là một trong bốn mảnh sức mạnh mà tôi ăn cắp được của kẻ tàn độc đang thống trị nơi đây. Cảm ơn, cảm ơn. Cơ thể của tôi, cơ thể của tôi. Wow, trở nên khổng lồ rồi. Hả? Sao ngài giống hắn quá vậy? Hả? Giống ai? Giống ai chứ? Không có gì đâu. Ngài nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Làm những gì ngài muốn đi. Đừng quay lại đi. Hả? Giờ ơi, tại sao em không nhờ ân nhân tiêu diệt tinh tàn độc ở nơi đây giúp chúng ta? Hả? Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp đỡ hai bạn được mà. Không, ân nhân hãy đi đi. Hãy dùng sức mạnh này làm những việc mình muốn đi. Chúng tôi không muốn liên lụy tới ân nhân đâu. Chúng tôi tự lo được. Hả? Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết cứu gia đình của mình trước, rồi tới đây diệt cái kẻ tàn độc đang quậy phá nơi này sao giúp cho các bạn. Hãy chờ tôi, bây giờ tôi sẽ đi ngay đây. Hận tôi kìa. Trời, chạy đi, chạy đi. Hả? Không lẽ là tên tàn độc đó hay sao? Mình phải nhanh chóng tới đó cứu vợ chồng tay tần mới được. Sao hắn giống mình quá vậy? Ân nhân ơi, hắn giết chết chồng của tôi rồi. Khâu Kim, ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể hấp thụ được mảnh sức mạnh của vũ khí? Hả? Giọng của ngươi ta nghe quen quen. Không lẽ ngươi là thủ lĩnh của gia đình tinh tinh hay sao? Ngươi không nhớ ta à? Một trong những thành viên ngươi sai đi gặp vô khỉ, cuối cùng ta đã tìm được sức mạnh thế này đây. Hả? Chết tiệt, vậy tại sao ngươi không quay về để giúp bọn ta chứ? Giúp các ngươi làm gì? Ta ở đây có sức mạnh vô biên. Ta làm chúa tể cả một khu vực trên trời này. Sùng sữa. Một tên phản bội. Ta sẽ thanh lý ngươi luôn. Chết đi, chết đi. Wow. Anh chết rồi, anh chết
Được rồi, Titan khổng lồ, giờ ngươi sẽ là chủ nhân ở cái mảnh đất này. Hãy sống cho tốt, hãy nuôi dưỡng những đứa con của mình thật thụ trưởng thành. Còn ta, đến lúc phải quay trở lại thế giới dưới đất để giải cứu gia đình của mình rồi. Chào tạm biệt ngươi. Vâng, đó là toàn bộ cuộc hành trình từ một con khỉ đầu đàn bình thường vượt bao nhiêu khó khăn để có được sức mạnh của vua khỉ về giải phóng gia đình của mình. Đến đây là toàn bộ nội dung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.